Việt Hưng, đoàn kết chúng ta đoàn kết, từ miền cao nguyên xuống đến đồng bằng. Biển đảo sông ngòi là của chúng ta, anh là chỉ là chúng ta là người Việt Nam. Việt Hưng đoàn kết chiến sinh cộng đô, Việt Hưng đoàn kết trong giặc ngoại xâm, chống ngư nô lệ trong loài xâm lao. Đây tiếng nói của phong trào Việt Hưng, The Voice for the Renaissance of Vietnam. Chúng tôi, Tiến Đạt và Phan Duy xin kính chào quý khán thính giả và trước hết kính mời quý vị theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Đô đốc Hoa Kỳ lên án Trung Cộng không ngừng quân sự hóa Biển Đông. Bắc Kinh tiếp tục tăng cường lực lượng tại Biển Đông, đe dọa con đường hàng hải chiến lược của nhiều nước, trong đó có các nước đồng minh của Hoa Kỳ. Trên đây là lời tuyên bố của Đô đốc John Aquilino, tư lệnh hạm đội Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, trong cuộc họp báo tại New Delhi. Đô đốc John Aquilino đã trực tiếp lên án Trung Cộng chỉ biết quyền lợi riêng và lấn át chủ quyền của các nước Đông Nam Á ở Biển Đông trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tư lệnh hạm đội Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương khẳng định chính mắt ông chứng kiến Trung Cộng đã hù dọa các nước phương Nam, biến các bãi đá ngầm thành tiền đồn, ngang nhiên thách thức các nước trong đó có đồng minh của Hoa Kỳ. Tham vọng của Bắc Kinh không giới hạn ở đó, mà còn dòm ngó đến Ấn Độ Dương. Trong chiều hướng này, hàng không mẫu hạm Trung Cộng và tàu ngầm sẽ tìm cách xâm nhập Ấn Độ Dương. Đô đốc Hoa Kỳ cho biết, Hải quân Hoa Kỳ và Ấn Độ từ lâu nay đã tiến hành nhiều cuộc tập trận phối hợp hàng không mẫu hạm để bảo vệ tự do. Hẳn nhiên, lực lượng hải quân và hỏa tiễn Trung Cộng là mối đe dọa cho các nước yêu chuộng tự do. Thêm một viên chức cao cấp của Hoa Kỳ cáo buộc Trung Cộng đã quấy rối Việt Nam ở bãi Tư Chính. Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông David Stilwell phát biểu trước tiểu bang Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ hồi tuần trước. Ông Stilwell nói rằng các lãnh đạo của Trung Cộng tiếp tục hăm dọa và bắt nạt các quốc gia khác trên Biển Đông. Trước đó, tại Thượng viện hôm 16 tháng 10, phụ tá ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương đặc biệt đề cập đến Việt Nam như là một nạn nhân trực tiếp của sự quấy rối của Trung Cộng. Ông Stilwell nói, sự quấy rối liên tục của Trung Cộng đối với các tài sản của Việt Nam quanh bãi Tư Chính là một trường hợp rõ rệt. Nếu Trung Cộng hợp pháp hóa hành vi thái quá và phi pháp của họ để trốn tránh các cam kết mà Bắc Kinh đã ký theo luật quốc tế, thì sẽ gây hại cho khu vực và cho tất cả những ai coi trọng tự do hàng hải. Trước ông Stilwell, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ là ông Mike Pompeo và cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cũng đã đưa ra những cáo buộc tương tự đối với Trung Cộng. Trong hơn 3 tháng qua, Trung Cộng đã nhiều lần đưa tàu Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để tiến hành hoạt động địa chấn với mục đích ngăn cản hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam. Theo Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ Stilwell, nếu cho rằng nước lớn có quyền làm những gì họ muốn và nước nhỏ phải chịu đựng, thì đó là một mối đe dọa chủ quyền, hòa bình, chân giá trị và sự thịnh vượng trong khu vực năng động nhất thế giới này. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên và duy nhất cho tới lúc này lên tiếng chỉ đích danh Trung Cộng quấy rối Việt Nam. Và ngay cả Việt Nam cũng không dám nói động đến Trung Quốc, có phải không ạ? Đúng rồi chị, chỉ có Mỹ lên tiếng chính đích danh thôi, đây là Trung Cộng, và Việt Nam cũng hoàn toàn im lặng, chỉ nói là nước lạ mà thôi. Vâng, chúng ta hy vọng là tất cả các nước trong khu Thái Bình Dương sẽ lên tiếng. Trung Cộng rút tàu Hải Dương 8 ngay sau khi giàn khoan Việt Nam kết thúc thăm dò. Hôm 24 tháng 10 vừa qua, Trung Cộng đã rút tàu thăm dò Hải Dương 8 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, ngay sau khi có tin giàn khoan Hakuyu 5 hoàn thành nhiệm vụ thăm dò gần khu vực bãi Tư Chính. Tưởng cũng nên nhắc lại, từ khi Trung Cộng đưa tàu Hải Dương 8 vào thăm dò quanh khu vực hoạt động của giàn khoan Hakuyu 5 từ đầu tháng 7, đã gây nên căng thẳng nghiêm trọng trong mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã nêu lên vấn đề Biển Đông tại diễn đàn Hương Sơn, Bắc Kinh, trong khi Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố trong một buổi tiếp xúc với cử tri ở Hà Nội rằng Việt Nam sẽ không nhân nhượng trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ
Ngay sau khi ông Trọng lên tiếng, phát ngôn viên Sang Chuan của Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã kêu gọi Hà Nội đối thoại với Bắc Kinh để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Hiện vẫn chưa có một dấu hiệu nào cho thấy rằng là Hà Nội sẽ kiện Bắc Kinh ra tòa án quốc tế như lời khuyên của người Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tuyên bố là Mỹ ủng hộ người biểu tình Hồng Kông. Theo Reuters, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã cáo buộc Trung Cộng đã tước đoạt quyền tự do của người Hồng Kông và chỉ trích Hiệp hội Basketball của Hoa Kỳ đã đứng về phía Bắc Kinh trong vấn đề tự do ngôn luận. Trong một bài phát biểu về các chính sách đối với Trung Cộng, ông đã dùng những lời lẽ gai gắt để chỉ trích việc Trung Cộng xây dựng một nhà nước giám sát và hành động quân sự ngày càng khiêu khích. Ông Pence đã lấy nền dân chủ Taiwan như là một ví dụ về đường lối tốt hơn cho người dân Trung Hoa và chỉ trích Bắc Kinh trong việc giải quyết các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ đã làm rung chuyển Hồng Kông hơn 4 tháng qua. Ông nói, Hồng Kông là một ví dụ sống động về những gì có thể xảy ra khi Trung Cộng bóp nghẹt tự do. Trong vài năm gần đây, Bắc Kinh đã gia tăng can thiệp vào Hồng Kông và thực hiện các hành động nhằm hạn chế các quyền tự do mà người dân Hồng Kông đã được bảo đảm thông qua thỏa thuận quốc tế. Ông nói rằng, Hoa Kỳ đứng về phía những người biểu tình ở Hồng Kông và đề nghị những nhà dân chủ ở Hồng Kông tiếp tục đi trên con đường phản kháng bất bạo động. Ông Pence cũng đã dùng những ngôn từ gai gắt nhất để chỉ trích hai công ty sản xuất hàng hóa thể thao là Nike và NBA, cáo buộc họ đứng về phía đảng Cộng sản Trung Hoa liên quan đến quyền tự do ngôn luận ở Hồng Kông. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, người thường đại diện cho các chính sách cứng rắn đối với Trung Cộng của chính quyền Tổng thống Trump, cho biết là NBA và Nike đã không bảo vệ Tổng giám đốc Daryl Morey của đội bóng rổ Houston Rockets sau khi ông này đã lên tiếng để ủng hộ người biểu tình Hồng Kông hồi đầu tháng này. Sau 70 năm, Đảng Cộng sản Trung Cộng ngày càng mạnh hay đang trên bờ vực? Theo nguồn tin của Washington Post, sau 70 năm kể từ ngày nắm quyền tuyệt đối, Đảng Cộng sản Trung Cộng hiện đang đối diện với những thách thức chưa từng có đối với quyền lực của họ, bất chấp những thành tựu vượt bậc về kinh tế, xã hội. Đó là nhận định của các nhà phân tích tình hình thế giới. Hôm 1 tháng 10 vừa qua, chính quyền Trung Cộng đã tổ chức một cuộc duyệt binh và diễn hành rầm rộ tại quảng trường Thiên An Môn để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung Cộng Xi Jinping, tức Tập Cận Bình, đã khẳng định rằng không thế lực nào có thể cản bước tiến về phía trước của đất nước và dân tộc Trung Hoa. Tuy nhiên, mặc dù Trung Cộng đã có những bước nhảy vọt từ một nước nghèo đói từ năm 1949, trở thành một cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới hiện nay và ngày càng có ảnh hưởng trên trường quốc tế, nhưng một số học giả cho rằng Đảng Cộng sản Trung Hoa không thể giành công trạng trong tất cả công trạng này. Ông Perry Link, giáo sư nhân văn thuộc Đại học California ở Riverside và là giáo sư danh dự về nghiên cứu Đông Á tại Đại học Princeton, đã đưa ra những cảnh báo rất gay gắt đối với Đảng Cộng sản Trung Hoa. Ông nói rằng Đảng Cộng sản tự cho đó là công trạng của họ trong việc tạo ra nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới và những cái nhất như tuyến đường sắt cao tốc lớn nhất và nhiều điện thoại di động nhất. Ông Perry Link viết, nhưng nhiều trong số những cái nhất là nhờ vào số dân khổng lồ của Trung Hoa hơn là sự nhạy bén của các nhà lãnh đạo. Người ta cũng phải kể đến những cái nhất khác như số tử vong vì giao thông, số lượng tự tử và các trường hợp cảm lạnh thông thường. Ở đây, sự quy mô của dân số Trung Cộng mới là nguyên nhân chính. Theo giải thích của giáo sư Linh, thì bắt đầu từ những năm 1990, hàng trăm triệu người Trung Cộng đã làm việc hàng giờ với mức lương rất thấp mà không được các công đoàn hoặc tòa án độc lập bảo vệ để tự mình thoát khỏi cảnh nghèo đói. Và vì vậy, vô tình đã đưa giới lãnh đạo Cộng sản đến sự giàu có vô cùng. Theo thống kê năm 2018, có đến 153 đại biểu giàu có nhất ở Quốc hội Trung Cộng đã có tài sản khoảng 650 tỷ Mỹ Kim, tương đương với nguyên tổng sản lượng quốc gia của Thụy Sĩ. Di sản của Mao Zedong, tức là Mao Trạch Đông. 70 năm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Cộng bao gồm 27 năm dưới thời Mao Zedong
khi mà hàng chục triệu người đã chết tức tưởi. Nạn đói khủng khiếp từ năm 1959 cho đến 1962 do chính sách của Mao, chứ không phải do thời tiết, tự nó đã cướp đi 30 hoặc 40 triệu sinh mạng. Một loạt các chiến dịch khác mà Mao phát động luôn xoáy sâu vào sự thù hằn và bạo lực. Trong cuộc cách mạng văn hóa vô sản từ năm 1966, những người trẻ bị buộc phải đấu tố cha mẹ, đánh đập giáo viên và đốt sách. Khó thể nào có một cuộc tấn công nào tàn phá nhiều hơn vào các giá trị cốt lõi của nền văn minh cổ xưa của Trung Quốc, theo giáo sư Linh nhận định. Ông cho biết rằng, những ảnh hưởng của các chiến dịch của Mao đối với văn hóa Trung Hoa vẫn còn. Ngày nay, chúng được nhìn thấy ở sự đảo lộn đáng sợ trong ngôn ngữ đạo đức. Vào những năm 1950, khi Mao nói phục vụ nhân dân, thì nhiều người Trung Quốc đã chấp nhận khẩu hiệu đó là nội dung mới trong các tiêu chuẩn mực thước về đạo đức. Cũng theo nhận định của ông Linh, thì Xi Jinping, tức là Tập Cận Bình, cũng như mọi nhà lãnh đạo hàng đầu kể từ thời Mao, đã không thể vứt bỏ người cầm lái vĩ đại vì quá nhiều những điều tạo nên uy tín và quyền lực của đảng nằm ở hình ảnh của Mao. Ngoài ra, Xi Jinping cũng cần Mao như là một hình mẫu. Theo nhà nghiên cứu này, thì trong cuộc cách mạng văn hóa, Mao đã đưa xã hội Trung Cộng vào nỗi điên cuồng, cho rằng Trung Cộng là nơi duy nhất được mệnh trời để lãnh đạo thế giới và là cơ sở cho niềm tự hào của dân tộc. Tất cả đã sụp đổ vào cuối những năm 1970 và nhiều người Trung Hoa đã thề rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nhưng hiện giờ đây, 4 thập niên sau thì có cái gì đó rất giống đang xảy ra một lần nữa. Giáo sư Linh cho biết thêm, nếu lịch sử là chỉ dấu thì có lý do để hy vọng rằng sự cai trị của Đảng Cộng sản ở Trung Hoa sẽ không kéo dài lâu hơn nữa. Sau 70 năm, nó đã là chế độ Cộng sản hiện diện lâu nhất. Nếu hình ảnh chế độ Trung Cộng có vẻ mạnh mẽ vào ngày Quốc Khánh lần thứ 70, thì chúng ta cũng nên dành chút thời gian để xem lại hoàn cảnh của nhà lãnh đạo tối cao của chế độ. Cùng một lúc, Xi Jinping cần phải lo lắng về nền dân chủ ở Hồng Kông, về cuộc chiến thương mại với Tổng thống Donald Trump và về dịch tả heo nghiêm trọng đang khiến cho giá thịt heo tăng vọt và về nền kinh tế đã bước vào giai đoạn suy giảm chậm. Cảnh sát Anh cho biết họ tin rằng tất cả nạn nhân thiệt mạng trong xe tải là người Việt Nam. Theo Reuters, Cảnh sát Anh hôm thứ Sáu, ngày 1 tháng 11 cho biết họ tin rằng tất cả 39 nạn nhân được tìm thấy đã chết cóng bên trong chiếc xe tải ở Essex gần London là người Việt Nam. Chia sẻ trên trang mạng xã hội Twitter, phụ tá cảnh sát trưởng ông Tim Smith viết rằng vào lúc này chúng tôi tin rằng các nạn nhân đều là công dân Việt Nam. Chúng tôi đang liên lạc với chính phủ Việt Nam. Ông nói thêm, chúng tôi cũng đã liên lạc được trực tiếp với một số gia đình ở Việt Nam và tin rằng đã chứng nhận được gia đình của một số nạn nhân. Hôm thứ Sáu, như vừa nêu trên, ngày 1 tháng 11, Cảnh sát Anh tin rằng tất cả 39 người công dân Việt Nam. Truyền thông quốc tế nói gì về vụ 39 người chết? Cũng liên quan đến bản tin vừa nêu trên, thì kể từ khi nhà chức trách Anh phát hiện 39 thi thể trong xe thùng tại Essex ở phía đông của London vào hôm 23 tháng 10, thì truyền hình và báo chí của Anh nói riêng và trên thế giới nói chung liên tục theo dõi và tường thuật về thảm kịch này. Các hãng thông tấn gồm BBC và Reuters đều gửi phóng viên tới Yên Thành, Nghệ An, nơi có một số gia đình đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam qua sự giúp đỡ của chính quyền Anh để tìm người nhà mất tích. Nhiều người nói rằng, nghèo đói là nguyên nhân khiến người dân ở đây tìm đường ra nước ngoài. Nhưng điều đó không hẳn chính xác. Theo bài Postcard from a Poison Coast, Vietnam People Smuggling Hotland, tạm dịch là ký sự từ miền biển bị nhiễm độc, cái nôi buôn lậu người tại Việt Nam của James Pearson. Ông đã viết sau chuyến đi tới Nghệ An vào tuần này nói về một số điểm đáng chú ý như sau. Theo quan sát của tác giả, thì Nghệ An và Hà Tĩnh có khá nhiều các biển quảng cáo công cộng về việc làm của các công ty xuất cảng lao động hoặc là du học nước ngoài. Hàng ngàn người bị hấp dẫn của một cuộc sống tốt hơn ở nước ngoài mỗi năm, nhưng nhiều người đi theo con đường chui, đường lậu, thông qua những kẻ đưa người lậu và đôi khi là những chuyến đi nguy hiểm bằng đường biển và đường bộ. Trong khi tổng sản lượng quốc gia, tức là GDP, trung bình mỗi đầu người ở cả hai tỉnh thấp hơn mức trung bình của quốc gia, thì tiền chuyển từ nước ngoài về đóng một vai trò cải thiện với chỉ riêng hai tỉnh Yên Thành và Nghệ An đã mang về 255 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Cũng theo truyền thông của Cộng sản Việt Nam, thì xuất cảng lao động là một giải pháp cho thất nghiệp. Phó Chủ tịch xã Thanh Lộc, huyện Cần Lộc, ông Nguyễn Quang Phú nói với Reuters, kiều hối để giúp cải thiện cuộc sống của người dân tại đây. Sau đây, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mẹ ơi!
con sẽ về. Con còn thơ bé, mẹ thường hát ru con trong những buổi trưa hè. Lời ru ôi tràn chứa tình quê, những con hỏi mẹ ơi sao nghe buồn não nề. Mẹ cười đôi mắt nhìn xa xôi, thôi mai đây con lớn mẹ kể chuyện quê hương. Lời ru theo con cùng năm tháng, từng ngày lớn khôn hơn mẹ kể chuyện quê mình. Mẹ ơi ôi thương quá Việt Nam, bao nhiêu nỗi nghiệt oan qua bao thời chưa tan. Mừng đôi mắt mẹ rưng rưng, con thân trai chi lớn trên vai nặng giang sơn. Ôi lời mẹ ngày nào, giờ con nghẹn ngào ngồi trong bốn bức tường cao. Con chỉ vì giặc tàu vào cướp quê hương, mang dòng máu lạc hồng, làm sao đành lòng nhìn quê hương trước diệt vong. Nay trong vòng lao lý, thân này xa gì dù nhiều khi lệ ướt mi. Nơi quê nhà xa đó mẹ đừng quá lo âu trong những chiều mưa sầu. Ngày mai khi non nước Việt Nam mây u ám rồi tan, thanh thang đường con về là ngày lịch sử được sáng trang, quê hương mình Việt Nam sáng tươi huy hoàng. Sau đây là phần thông cáo. Thông cáo của phong trào Việt Hưng về cuộc thi viết văn do phong trào Việt Hưng tổ chức với đề tài Tâm tình người Việt trước hiểm họa xâm lăng của Tàu Cộng, với mục đích tạo môi trường cho mọi người con dân Việt tại quốc nội cũng như hải ngoại có cơ hội chia sẻ tâm tình và mối âu lo, cũng như đề nghị đóng góp ý kiến để nhằm chống lại âm mưu thâm độc thôn tính lãnh thổ, xóa bỏ bản đồ Việt Nam và đồng hóa dân ta của Tàu Cộng. Phong trào Việt Hưng xin thông báo một cuộc thi viết văn bằng Việt ngữ với hai thể loại: bình luận hay truyện ngắn. Thời hạn nộp bài thi là từ ngày 1 tháng 9 năm 2019 cho đến hết ngày 1 tháng 12 năm 2019. Xin nhắc lại, thời hạn nộp là tháng ngày 1 tháng 9 năm 2019 cho đến hết ngày 1 tháng 12 năm 2019. Tất cả bài dự thi phải gửi qua địa chỉ email thiviếtvăn@viet-hung.org, thiviệtvăn@viet-hung.org. Mời quý vị vào thăm trang mạng của phong trào tại www.viethung.org để biết thêm chi tiết. viet-hung.org. Thông báo về việc phát hành cuốn sách bằng Việt ngữ, cuộc đua marathon 100 năm. Phong trào Việt Hưng hân hạnh thông báo đã phát hành cuốn Cuộc đua marathon 100 năm do ông Trần Lương Ngọc chuyển ngữ và ghi chiếu, nhà xuất bản Nhân Ảnh ấn hành và xuất bản. Tưởng cũng nên nhắc lại nguyên bản cuốn sách có tựa đề là The 100 Year Marathon của tác giả Michael Pillsbury, nhằm báo động với thế giới âm mưu bá chủ hoàn cầu của Trung Cộng. Sách đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Và giờ đây,
phong trào Việt Hưng hân hạnh giới thiệu đến quý độc giả tiếng Việt. Quý vị có thể đặt mua sách tại Amazon.com. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình truyền hình Tiếng Nói của phong trào Việt Hưng. Chúng tôi Tiến Đạt và Phan Duy xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý khán thính giả trong những chương trình kỳ tới. Việt Hưng, đoàn kết chúng ta đoàn kết, từ miền cao nguyên xuống đến đồng bằng. Biển đảo sông ngòi là của chúng ta, anh là chị là chúng ta là người Việt Nam. Việt Hưng.